Ok, chào anh em nha, mình là Quay Bách. Hôm nay em tiếp tục đến Pokemon Unite anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ chơi ta đùm lem nhé. Nên em thấy hay cho một like, một share, một đăng ký ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Ok, thì với La Bát anh em ạ, tìm khá ổn. Tìm có con La Bát vừa trâu vừa tăng nữa, khá ngon. Bắt đầu thế. Nếu nó bắn thế nào xuống hết đấy luôn anh em ạ. Bắn đầu quá. Có con sai xô do rom nữa, đông thế. Đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác. Ôi chém kìa. Quái chướng à, nó đi rừng ra nó càng quét luôn anh em ạ. Nó đi rừng qua ra xong nó băng vào nó quả như đúng rồi luôn. Còn thanh niên rừng mình thì gần cái dưới rồi, nhưng mà cái dưới gần không ăn thua. Quả thanh niên cắm chốt ở trên luôn trời. Chơi game kiểu gì thế? Chơi game mà cắm chốt ở trên luôn thì thôi chứ. Chịu ấy. Đi farm ra. Mình con lông bắp con đép được anh em mà. Thôi đi farm cho chắc đi. Cúp rừng luôn, cúp rừng luôn, cúp rừng luôn. Vào cúp rừng luôn. Con rừng tay bạn ở trên cái trên rồi mà sợ gì. Đánh cứ bị giật 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 một thế. Ui ôi đông thế. Có đánh không? Ui đông thế, bốn người luôn kìa. Lui đi, đông quá, đông quá, đông quá. Thề đông quá trời đông luôn, bốn người luôn. Trời thế. Mấy thanh niên núp bụi đâu ra trời. Toàn mấy thanh niên núp bụi không. Trời ơi. Khó quá, toàn mấy thanh niên núp bụi không thôi. Đi ném cầu mà gặp mấy thanh niên này xong mà chơi trời. Từ hết kêu rồi chứ gì, hết kêu rồi chứ gì. Hết kêu rồi chứ gì, hết kêu rồi chứ gì. Né được kêu chó của con do của con giao chiến là mình quả hết anh em ạ. Này thì từ ơi từ từ đây có con cá nó làm đâu á. Cửa dưới con này xuống cửa dưới không ta? Cửa dưới ép khá căng. Ủa đông thế. Hay thế, cướp bùa hay thế. Anh à, nhầm cướp boss hay quá. Này thì chạy. Này thì chạy. Đi chỗ khác, ok chưa, bắt vô chưa, bắt vô chưa. Bắt vô ngồi. Không, không ổn cái ulti anh em ạ. Ok. Đẩy ra thì boss nó vào ngay ấy mà. Mình cầu nữa rồi, đang tích cầu để ném tích đam anh em ạ. Ném cầu để tích đam ấy. Đi xuống cửa dưới bấm nhau luôn. Được ba mẹ rồi. Khá xanh rồi. Này thì một nhảy thôi, không nói nhiều.
hai nhảy không nói nhiều. Ném được nhỉ. Từ về đi, về đi, về đi, về đi, về đi, về đi. Về lên cái trên kìa. Phải mấy thiên nhiên tập trung cái dưới không? Trời thế. Phía dưới đông đấy. Để mình, để mình, để mình. Đợi mình. Ảo thế, mình thấy núp bụi rồi, nhảy quá không trúng mình đi mà. Nó đâu thế? Từ mình lên cái trên rồi. Miệng xuống miệng phụ đi chứ, mình lên cái trên mình đánh mà. Mất boss kìa, uổng thế. Này thì không chết. Thôi đi về, đi về, đi về, đi về, đi về. Ok, 40 cầu, thơm ngon. Rồi boss nó vào luôn rồi, toàn thế. Cũng về vốn rồi. Cũng... Ây da. Mi. Nhảy thế à, mít kìa. Cày thế. Nhảy thế à, mít. Bực thế nhờ, nhảy trúng con cá là ăn cơm rồi. Nhảy thế à, mít. Từ lui đi, lui đi. Ui, cứ dưới đông này, cứ dưới đông kìa. Này, một mẹ, ngon cơm, ngon cơm. Này thì ra được không? Quên luôn tí. Này, cá, cá đúng. Cá quay ra mà. Chạy ngay. Từ quên phép anh em ơi. Nhảy chuẩn mới ok được anh em ạ. Chứ nhảy ngáo ngáo là đi ngay vậy. Chán thế, Rodeo AFK rồi thế. Ok, ném một lần. Lùng thế, gì thế mấy ba? Gì thế? Gì thế? Gì thế? Hai khải. Hai khải là đi ngay anh em mà, không nói nhiều luôn. Không cần phải ăn boss luôn. Đi luôn. Ngon cơm hàng luôn. Còn... con gai được voi mình khảy hai khảy lên bảy luôn anh em ạ. Khá đam khá to. Khi mình tích đủ đam rồi thì cứ khảy mấy khảy là lên bảng rồi. Mới tôi là phải chưa fly phải đáp xuống chuẩn mới ok được, chứ đáp á sai một cái là đi luôn. Ok. MVP anh em ạ. On hit không? Ok. Chào anh em nhé.